Mến chào quý vị đang trở lại với chuyên mục Lớp Sài Gòn Và ngày hôm nay xin được giới thiệu từ quyển Sài Gòn Chuyện đời của phố số 4 với tạm văn Tiếng đờn ca từ tiệm hớt tóc của tác giả nhà văn Phạm Công luận Phần dẫn đọc Anh Khoa cùng người dẫn chuyện nhà báo Trác Thúy Miêu Đầu thập niên 1960, dân cư khu bàn cờ thấy có một tiệm hớt tóc được mở ra ở số 405B đường Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Chiểu, đoạn giữa chợ Vườn Chuối và đường Cao Thắng. Tiệm có tên là Đời Mới, tuy hẹp bề ngang nhưng bạn hiệu rất bắt mắt. Vẽ ba đầu tóc đàn ông chải bồng kiểu tango không khác gì kép Dũng Thanh Lâm, kép Minh Phụng sau này. Trong tiệm có dãy gương kê sát nhau phía bên trái cùng ba ghế tựa. Bên phải có khoảng năm ghế gỗ cho khách ngồi đợi. Một bàn nhỏ hình chữ nhật bằng gỗ có ép nhiều tờ tiền giấy xưa dưới tấm kiến trong suốt. Người dưới bàn là chồng nhật báo, lúc đó còn gọi là nhật trình. Trên cao có vài chậu kiện bé bé và những tấm gương nhỏ hơn để khách ngồi quay lưng phía đối diện có thể thấy được cái ót của mình tiệm không có gì đặc biệt, nhưng ai nấy đều chú ý vì ở đó thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng đờn và ca cổ. Đám con nít rủ nhau đi coi mấy người đờn ca tài tử ở nhà ông Tư Triệu tiệm hớt tóc đời mới. Ban đền ca tài tử này tuy lúc rảnh rỗi mới tụ lại với nhau mà cũng tồn tại đã đến hơn chục năm. Dấu ấn của nó sâu đậm đến độ có người vùng bàn cờ còn nhắc dù đã 40 năm trôi qua và các nhân vật chính phụ trong câu chuyện này hầu hết đã không còn. Ông Tư Triều, chủ tiệm hớt tóc đời mới vốn dân gốc ở quận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa, về Sài Gòn lập nghiệp giữa thập niên 1950, sau khi gãy đổ cuộc hôn nhân đầu, ông lập gia đình lần nữa và mở tiệm hớt tóc khi vừa có đứa con gái. Tiệm cũng là nhà ở Ông sống cuộc đời bình thường Của một người làm dịch vụ Cùng với hai người thợ Vì có máu gian nghệ Thích cổ nhạc lại có nghề làm nhạc cụ Ông biến tiệm hớt tóc của mình Thành nơi đờn ca tài tử Những lúc rảnh rỗi Trên đất Sài Gòn và các tỉnh miền Nam Những nhóm đờn ca tài tử Có ở khắp nơi Lúc đầu là nơi gặp mặt Vui chơi đờn hát văn nghệ Nhưng dần già là nơi nuôi dưỡng nghệ thuật ca cổ, là nguồn cung cấp nghệ sĩ cho các gánh cải lương ở miền Nam. Từ hồi trai trẻ, ông Tư Triều đã mê cải lương, đờn ca cổ nhạc bên cạnh những thú vui khác như đá gà hay đua ngựa, dân dân. Bạn bè thân của ông đều là người thích tiếng hát, tiếng đờn như bác Nam Trẹo Hốc Môn, cha của nghệ sĩ cải lương Hoài Thanh. Trước khi có tiệm hớt tóc, giữa thập niên 50, ông chơi thân với nghệ sĩ tài danh Hữu Phước và danh hài Văn Hường. Lúc đó họ chưa nổi tiếng. Mỗi đêm cùng ông phóng xe tìm chỗ ca hát cho thỏa. Ông gọi Hữu Phước là Ri vì ông này có quốc tịch Pháp, có tên là Henry và nghệ danh Hữu Phước chưa xuất hiện. Khách đến hớt tóc có đủ loại, già trẻ, lớn bé, từ người trong giới bình dân, trí thức, luật sư, rồi cảnh sát hoặc phục vụ trong quân đội sài gòn có luật sư ở tòa thượng thẩm có cả một vị bộ trưởng ông tư triều là người từng trải lịch duyệt lại có máu nghệ sĩ nên giỏi ăn nói biết chuyện chính trị xã hội rành chuyện cải lương rành mấy cái loại nhạc cụ trong ngành cổ nhạc nữa Thoạt đầu, ông mua lại đờn cũ, mang về chỉnh sửa lại theo ý mình và đưa cho mấy bạn bè trong xóm đờn ca dùng thử. Đến khi cứng tay nghề rồi, ông đến xưởng gỗ bên chánh hưng quận 8, đặt từng thanh gỗ có kích thước hẳn hoai để làm cần đờn, mặt đờn. Cho có khi tìm được sổ gỗ của cây ngô đồng nhập từ bên tàu qua đường Campuchia. Về nhà ông tiếp tục gọt giũa từng chi tiết rất công phu qua từng ngày ông tự chế keo dán gỗ, mua dây đờn nhập từ Tây Đức. Khi đờn hình thành, ông đem đi cẩn ốc xà cừ. Ông cầu kỳ đến mức mua đờn tranh, thấy 16 con nhạn tức miếng gỗ kê dây đàn của đờn không đẹp. Đặt luôn những miếng gỗ hình tam giác và mang về gọt đẽo thành những con nhạn mới để thay vào. Ông có đủ thứ đồ nghề để chế tác những miếng gỗ vô tri đó thành những nhạc cụ cổ nhạc. Từ khi nhóm đơn ca tài tử bắt đầu tụ lại, khách đến đông thêm. Những người thường ghé chơi là mấy thầy dạy bên trường quốc gia âm nhạc như bác Hai Khuê, bác Giáo Thinh và bác Bảy Hàm. Nhạc sư Vĩnh Bảo, nghệ sĩ Tiền Phong Duy Lân, nghệ sĩ đoàn Cải Lương Tim Thoa lúc đó đã bị mất một chân, phải đi chân giả sau vụ nổ đêm diễn vợ tuần Lấp sông danh. Bác Mười Phú, chú Mười Hoa, nhạc phụ của nghệ sĩ Viễn Sơn, là nghệ sĩ nổi tiếng văn giỏi, anh Minh Hữu, nhạc sĩ đần kiệm, bác Tư Tuất, nghệ sĩ đần cò, con thời cho gánh hương mùa thu, thân phụ các nghệ sĩ hoài dung hoài mỹ. Trong số đó, ông Tư Triều thương anh Minh Hữu vì anh có tài và khiêm tốn, luôn nho nhã với sơ mi trắng, đeo kính cận. Sau này, khi đoàn hát của nghệ sĩ Phùng Há lên TV, bà mời anh Minh Hữu chơi đờn kìm cho tuần của bà và ông Tư Triều rất sung sướng khi nhìn thấy cây đờn kìm do ông làm được Minh Hữu dùng để biểu diễn. Hầu hết, họ đều là các nghệ sĩ đánh đờn, chỉ có vài giọng ca là anh biện hay biền, to cao, khiêm tốn và hiền lành. Một giọng khác là anh Ngọc, đẹp trai như nghệ sĩ với mái tóc chạy ép, ca rất hay bài bản các anh ca khá lạ khó ca và ít được nghe trong tuần cải lương trên sân khấu hay truyền hình ngày đó không dễ gì liên lạc với nhau nhưng không hiểu sao mấy nghệ sĩ tài tử này đụng nhau thường xuyên ở tiệm đời mới như có hẹn từ trước vậy có lần anh ngọc đang mặc quân phục chạy xe ngang thấy xôn tụ cũng ghé vào chào hỏi ca luôn mấy bài rồi vội vã đi Mỗi tuần ông Tư Triệu đều dành một buổi chơi đờn hay hòa đờn cùng nhau. Thỉnh thoảng vào buổi tối ông mời bạn bè lên gác hát sướng, hòa điệu cho đến khuya. Những lúc như vậy hả, vợ con ông ở dưới nhà, lâu lâu sắp nhỏ chạy mua thức ăn thức uống cho cha. Bà Tư niềm nở hiếu khách nên bạn bè ông Tư không ngại. Họ đến chơi, hứng thú khi nhìn chung quanh tiệm trao đầy những cây đờn. Ở nhà, sau treo trên hai bên giá thượng 30 loại nhạc cụ khác nhau, nào là kim cò tranh sến, guitar, gáo đoạn, có cây dĩ cầm trong chiếc hộp gỗ thiệt đẹp, bên trong lót giải nhung đỏ, nhiều cái đơn kèm, đơn tranh cẩn sạc cự hình bát tiên quá hải, mai, lan, cúc, trúc, ngư tiều, canh mục, rất là đẹp. Đó là tất cả gia tài và niềm đam mê của ông Tư Triều. Thêm khi hoặc không bao giờ muốn bán, chỉ cho bạn bè mượn đi đờn ở gánh hát. Tùy hát họ quanh năm, ngày Tết anh ấy phải về quê tâm họ hàng. Nhưng từ mùng 2 trở đi, mọi người đã tụ lại chúc Tết trước. Và nếu có hứng, thì chơi dài bản khai xuân. Chú bé Tâm, con trai út của ông Tư Triều nay ở tuổi 50, sinh sống tại Đức, còn nhớ những ngày vui đầu tập niên 1970 khi mới lên 7 tuổi. Lúc đó, cuộc sống còn dễ thở, khách đến đông và giới đơn ca tài tử thường xuyên đến góp vui. Mỗi lần tụ họp thường từ 9 10 giờ sáng đến quá trưa rồi ai về nhà nấy. Khách qua đường thường đứng lại thưởng thức, nếu có người ca thì xem sẽ đông vui hơn khi chỉ có quà tấu đờn có chị hàng xóm dắt con đến cắt tóc Thấy vui quá cũng xin ngồi vào ca dài bài Rất là đúng nhịp Trong khi đợi cậu con trai cắt tóc xong Các chú, các anh Ít khi ca bài giọng cổ mà thường ca Những cái bài bản cổ khó hơn như Tây Thi Lưu Thủy Trưởng Rồi Sàng Xê, rồi Tứ Đại Quán Dân dân Những bài đó tuy giới nghệ sĩ chuyên nghiệp Thỉnh thoảng dẫn ca trên TV Hay đài phát thanh nhưng khi nghe các ông đờn ca tài tử ở nhà mới thấy thấm xía sau giữa tiếng đờn réo rác luôn mang âm hưởng trầm, buồn. Anh Ngọc, giọng ca chính có bài ca phụ động thiên dương không nhớ điều gì á nhưng cách thể hiện rất là hào hùng. Câu cuối cùng anh ca phi ngựa lên núi sóc sơn kết thúc quá đẹp. Dứt nhịp sông loan ai cũng tắm tắt. Ông Tư Triều thỉnh thoảng cũng góp giọng dù làng hơi yếu nhưng điệu ca cũng là tai dẫn nhịp. Tâm còn nhớ nghệ sĩ Duy Linh thường chở cô học trò cưng Ngọc Hoa, bây giờ chính là nghệ sĩ Thoại Miêu đến chơi. Thầy bảo hát là chị răm rắp nghe lời, chị ca thiệt hay, nhịp nhàng tuyệt vời. Có lần, tàn cuộc thầy dắt chiếc xe Mobilet ra về, xe đạp hoài không nổ. Thầy bảo, phụ thầy đẩy đi con. Là chị lập tức cột hai vạt áo dài trắng tinh, Công lưng đẩy ngay xe nổ và chị tót ngay trên xe ai nhìn thấy cảnh ấy cũng thương cô học trò rất vâng lời và thương ông thầy một lần duy nhất tâm chứng kiến ông tư triều đồng ý bán cây đờn do ông chế tác số là trong số khách đến hớt tóc có anh trung tá x luôn đi bằng xe jeep công vụ có tài xế đón đưa anh này thích tiếng của cây đờn tranh có mướn thầy về dạy riêng ở nhà anh kính mến ông Tư, nhiều khi tóc chưa dài cũng ghé tới cắt cạo râu, lấy ráy tai chỉ để nói chuyện với ông. Anh mê một cây đờn tranh cận xà cừ rất đẹp của ông và sau nhiều lần thuyết phục, anh được ông Tư đồng ý đổi chiếc đờn lấy một cái tivi hiệu Sanyo 17 inch mới toanh, giá lúc ấy là 90.000 đồng. Hẳn ông cũng quý anh bạn trẻ và cũng muốn có tivi cho vợ con xem cải lương nên chấp nhận cho cây đàn ra đi. Từ năm 1973, tiệm hớt tóc đời mới dần vắng khách. Kinh tế lúc đó bắt đầu đi xuống do người Mỹ rút đi. Chính quyền đặt ra loại thuế TVA trị giá gia tăng ngoài thuế môn bài. Thuế nặng, ông Tư Triều quyết định đóng cửa tiệm. Giữa năm 1974, ông lui về quê củ chi cắt cái nhà lá nhỏ vách đất để trồng rau nuôi gà và cắt tóc cho dân quanh vùng tạm mưu sinh cuối tuần lại về sài gòn thăm vợ con sống một mình ông lấy tiếng đờn làm vui để nhớ lại thời huy hoàng tuy không giàu tiền bạc nhưng đầy lời ca tiếng nhạc thỏa mãn chất nghệ sĩ sâu đậm trong âm mấy mươi năm theo tiếng đờn ca của những ban nhạc tài tử ông gặp đủ loại người nhưng không bao giờ ông gặp lại những bạn bè cũ cùng đi hát với nhau trên xe vespa từ khi họ nổi danh thậm chí họ không còn nhận ra ông là người quen ông nói với tâm khi nhắc đến một người như vậy hắn còn thiếu ba mấy cặp vỏ xe vespa đó là lý do ông không thích đến rạp hát nữa nhóm đờn ca tài tử nơi quy tụ những người có máu nghệ sĩ cùng ngân nga đờn hát những bài ca cổ đề cao nhân hiếu tiết nghĩa cũng là nơi lui tới của những người vui đâu chầu đó nên điều đó không có gì lạ đến năm 1979 tâm gặp lại anh trung tá năm xưa từng mua cây đờn tranh dốc dáng tiều tụy và sạm nắng đi nhiều nhưng vẫn nhận ra được anh đi ngang nhà và ghé thông tư triều Biết tin ông đã về củ chi Anh buồn buồn chia tay Tâm không gặp lại anh nữa Sau đó vài năm Ông tôi chịu mất vì tay biến Lúc Tâm đã ra nước ngoài Anh không gặp được đứa con út Mê cổ nhạc như ông Đứa con đã từng khiến ông thấy hạnh phúc Khi nghe tin con đậu hạng cao Vào ngôi trường Nam Trung học lường lẫy nhất miền Nam Trường Bê Ký Tâm kể rằng Dù hồi còn nhỏ Chỉ nghe ba và các chú đờn hát đến giờ khi nghe tiếng rao của cây đường kìm, chanh hay xến, anh còn có thể cảm được âm nhạc cụ nào hay hay dở hoặc là độ ấm nhiều hay ít, nhạc con nào chơi hay hay dở. Anh cho rằng đó không phải là tài năng, chỉ nhờ nghe nhiều mà biết. Anh nhớ lời nghệ sĩ Mỹ Châu nói với anh, có nhiều tiếng rao đờn mới nghe đã chảy nước mắt mà sẽ tăng qua theo, sẽ ca rất mùi. Có nhiều tiếng rao mới nghe qua nước mắt đã dội ngược về tim. Tâm tin là ban nhạc đơn ca tài tử do người cha có máu nghệ sĩ Cô Anh đã có nhiều lúc làm được điều đó. Nên mới thu hút những tên tuổi đến tụ hội đơn hát trong căn nhà phố bé xíu bề ngang 2m2 của mình. Ông Tư Triều và ban đơn ca tài tử của ông chỉ là một mảnh nhỏ xíu trong đời sống văn hóa của người Sài Gòn gia đình. Họ có thể vô danh hay hữu danh, yêu lời ca tiếng nhạc bằng tâm hồn rộng mở, hồn nhiên và tình cờ góp phần tạo nên mạch ngầm chảy âm ỉ nhưng đủ sức nuôi dưỡng vốn cổ văn hóa của ông bà lưu giữ từ thời mở cõi vô nam. Chúng ta vừa nghe qua một tảng văn của nhạc văn tác giả Phạm Công Luận và đây là những tư liệu quý giá của gia đình ông Tư Triều được trích trong quyển Sài Gòn, Chuyện đời của phố số 4 và với chủ đề Tiếng đơn ca, từ tiệm hớt tóc. Đến đây, cho phép chúng tôi sẽ được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý các thính giả trong những lần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.